Dính chạy nha mày, chạy chạy đi. Quá bự, khôn hả mày, mày khôn hả, mày khôn hả mày, ồ chà bá luôn, mày khôn hả mày. Ui nửa kilo em chạy, ôi bự cho nè, chịu đó, ủa nửa ký á. Xin chào cả nhà. Trời hôm nay quá trời nắng luôn cả nhà. Giờ Nghĩa đang soạn đồ đang đi lại đằng bè cha Nghĩa câu cá nâu. Hôm nay lâu quá rồi không có câu cả nhà. Bữa nay nước cũng trong trong nè. Nay Nghĩa câu bằng lưỡi lục nha. Này, lưỡi câu chùm đó. Câu bằng mồi tôm. Giờ Nghĩa soạn đi lại đằng bè rồi mình câu. Hôm nay có mấy anh khách xuống câu á. Cá nâu bự bự không đã lắm cả nhà. Này thử Nghĩa có may mắn không à. Nắng quá nắng cho nên Nghĩa lấy cái tấm năng lượng này. Nghĩa bỏ vỏ sạc cái bình luôn. Để giờ xách vỏ đi về đâu có lấy bình lên sạc được. Cái chỗ trước này hai chồng Nghĩa trồng rau ăn này. Rau muống, mồng tơi với lại càng cua rồi như đó. Hello Điệu. Bé Điệu. Xu đâu rồi? Xu xu. À con nó ra nó mừng nè. À Xu. Con gái tôi. Điệu con gái luôn. Gì chốt? Hả? Câu cá nâu. Bữa cái anh đó anh ngồi ngay gốc này nè, câu quá trời luôn, câu cá bự bự không. Bữa hôm nay mình ngồi ngay đây mình mài cho. Dính gì chú? Dây hả? Đứt dây hả? À. Chú thả lưới, lưới cá út. Cái lồng này cũng trống nè. Bữa sao hai ba gốc trống dữ ta. Mình biết câu gốc nào đây. Mình tóm cái lưỡi ở trên cái lưỡi chùm cả nhà. Móc con tôm vô gì nè. Thả xuống thôi. Thì nghe câu cạn cạn trước này. Xong lát cho mình thả sâu xuống. Thả dài ra xíu này. Vô nè, chạy 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 đi. Cá bự cả nhà ơi, lên cuối cùng cũng dính đó. Trời ơi không giỡn nha, không giỡn nha. Mạnh ghê cả nhà, ôi quá mập. Cẩn thận cá này nó đâm nha, nó đâm nhất lắm cả nhà. Ôi, vô rộng thì nghe đeo cái máy vô mới được, bây giờ chưa có đeo vô là một tay khó làm quá. Khai trương con đầu. Cái rộng đây luôn. Cái cần này nó hơi dài đó nha. Cần càng ngắn càng ngon. Cái này dài quá. Rỉa phải tưng 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 đầu cần mới là cá bự. Còn rỉa cái dây giật giật là cá nhỏ. Đó, đó, đó.
cày nè. Lồng to, trời ơi. Cá này bự nè cả nhà. Tưng 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 không. Cho nó còn mồi bự cho nó mê. Dính chạy nha mày, mày chạy chạy đi. Quá bự. Con này bự hơn con kia luôn cả nhà, chà bá luôn. Móc ngay cái hầu hàm dưới luôn này, chà bá luôn. Ây da, cái lưỡi này bé lắm nha, dễ móc vô tay ghê. Quá trời nó mập cả nha, mập. Ý, trời khỏe vậy. Vô tiếp nè, cái lỗ này cá gì rồi á, gì nè. Vừa xuống nè, nó mày gì hả bưởi. Ê, cá nâu cả nhà, cá nâu, cá nâu. Vừa xuống là nó bu lại nó chỉ á. Vậy mới đi đợi. Vậy lại lấy đồ nghề giờ ra đắng. Câu cái lẩu này tốn mồi dữ à. Dĩa quá, dĩa luôn. Mày dĩa dính nữa cả nhà. Cỡ này được, ngon. Con này móc dưới lên luôn. Nó sống rồi. Là mảnh mảnh lên cái. Chỉ mới thọt cái tay xuống cái nó đậm nè. Đó, đó, đó. Dứt nè. Dứt. Mày chạy đi đâu? Lụm cả nhà ơi. Bày luôn, cỡ cỡ thôi mà dính miệng đàng hoàng nha. Cho vô xô luôn. Câu hết cái lỗ này cho mình đi cái lỗ khác. Chỗ này ngâm ngon này. Con cá mới ăn là con cá bự đó. Làm lại cái nữa coi. Ra đĩa đó. Mạnh lên. Làm kịch liệt đồ vô. Ừ, lụm. Ê, cá bự cả nhà ơi.
nghe nhiệt không cả nhà. Trời ơi. Rỉa bụp 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 luôn. Có cá bự ở dưới luôn á. Mày cá bưởi. Mày ơi 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 ơi. Dính cây dính cây. Ôi cá bự cá bự cá bự cả nhà ơi. Móc kiểu này sao thấy. Hai ba lưỡi luôn. Nghe con cá bự nó làm bụp bụp bụp. Móc vô cái mỏ ăn cái thì móc vô cái màng cái hết chạy. Ôi nó bự nó mập cái bụng nó bự từ từ luôn. Tiếp 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 vô ổ. Cái gì á thấy mê rồi chờ thôi cá nóc. Tưởng cá nâu không, cái dồi. Mày chờ cá nóc nữa. Đi quái. Cái nào rồi nhỉ? Còn cái nóc nó quậy này. Mình lên. Mày hả bồ bí? Biết ngay chết cha dính lưới. Dính lưới luôn. Dính cá mà dính lưới luôn. Ê ê ê không giỡn. Từ từ từ. Dễ dính tay lắm. Cái lưỡi này nó bén ghê lắm. Mày rỉa hả mày? Cho mày rỉa. Phá mồi. Bây giờ mới đóng vừa hai con luôn nha. Chỗ này cá nhỏ nó phá quá trời luôn. Chụp vô lòng cá chim luôn. Rồi cái này nó dính cái lưỡi móc mồi. Móc cục tôm bự bự vô cho mấy cá bự nó mê. Chết nè con. À, chết nè. Ôi cá bự cá nhà. Con này bự nè. Cá này cũng cả bàn tay chứ không nhỏ. Khó ha.
mày ha bưởi. Nó chạy. Ôi bự cả nhà ơi, bự lắm. Ôi nửa ký á. Ôi, lên. Trời ơi nó bự. Giữ lại cái rộng mới được. Bỏ cái rộng dưới nữa. Con này nửa ký lô quá trời, nó dày. Nó dày thịt. Dày khui luôn cả nhà ơi. Quá đã. Mở cái rộng để lên tiếp. Rồi dính lần bốn lưỡi luôn sao sảy. Làm lấy đi. Làm im đó. Một này, hai này, ba này. Dính ba lưỡi à. Quá đã luôn cả nhà. Kéo sướng cái tay luôn. Coi nó mập nè. Cá này đeo qua bè nó ăn với nó mập lù rồi. Ngon. Bộn ơi. Bữa nay là thành công rồi đó. Hả? Không. Biết câu này không á? Cái này câu rồi, canh đóng. Canh giật chứ không có, nó không ăn. Ừ, chứ nó không ăn lưỡi. Không được ta. Còn khôn dữ. Phát ra ngay coi. Đĩa vô. Mày tàu nóng mày nãy giờ. Chắc không phải con này rồi, con kia chắc bự hơn á. Vẫn còn mày vẫn còn cá. Con kia nó dễ mạnh lắm. Mày cho bự dĩa nó đi cho mày dĩa thôi, móc vô cái mày nhé. Không chớp cho thành bảo dĩa nó đi. Khôn ghê. Khôn hả mày? Mày khôn hả? Mày khôn hả mày? Mày vô chà bá luôn. Mày khôn hả mày? Ui nửa ký lô. Ham ăn ghê chị. Xuống con cục mồi nào là hết cục mồi đó. Ui ôi, con này nó bự. Bàn tay xè luôn. Quá đã. Móc từ cái hàm dưới lên tới hàm trên luôn. Gì sao xảy. Quá đã. Lâu lâu nó lượn vô con đã thiệt.
vậy nó rỉa là biết khủng long tới. Nghĩ còn miếng tôm câu hết này về cũng gần hết. Về đi cả nhà ơi, đói bụng quá, câu từ sáng giờ chưa ăn cơm. Ây da. Tổng kết lại thành quả ngày hôm nay mình câu được nha cả nhà. Này bội thu nữa mà, quá trời luôn. Cá bự không? Quá đã luôn. Được mấy con chà bá lửa đi. Nhà con nghĩa đem cái cần ra đây là cần. Để cần hết rổ nữa coi được nhiêu. Ba ký mốt cho ba ký đi, ba ký hai ký rưỡi. Cá nó bự em để cân chỗ người ta làm khá không, nửa ký lô cả nha, ghê không, cá nửa ký con bự nè. Con này thì chắc không tới, con này cũng dày, nó dày thịt ghê luôn. 4,5 lạng cũng gần nửa ký cả nhà, thì đoán đâu có sai đâu. Con này thì nó dài này, nó dài hơn, còn con này nó tròn. Hai con cá xì nái, con này cũng đâu thua, con này phải 3,5 lạng gần 3,5 lạng đúng rồi. Đã mập ú, cá bự bự con nè. Bình thường cái này là đá bự rồi, lên size này gọi là khủng long. 5 con là thấy mê không, dư ăn luôn. Có mấy con nãy những móc nó ngay mấy cái nhiệt ở dưới đó, hầu đây nè, chết bèo đã không, mấy con này dịch đã luôn ha. Nhất là mấy con bự này dịch sướng tay luôn. Rồi, đề nghị em bỏ nó lại rộng thôi. Đây, bỏ vô rộng nào. Rồi nhanh. Nào bỏ vô đó. Thôi, bỏ rộng đi, nó nhảy ra đó. Nghĩ mới tháo cái máy cầu đi ngầm rồi, đi rửa. Lọt nước mặn. Máy lại hư hết. Làm sao mà dứt xong vậy? Xui. Hỏi câu không biết sao trả lời. Thì sơ ý. Giờ nghỉ một chút cái đi ra đóng đáy cả nhà ơi. Thôi đến đây nghỉ xin kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.